Mọi người thường truyền tay nhau câu chuyện Thomas Edison phát minh ra bóng đèn điện, phải mất đến 1.000 lần thử nghiệm thì mới thành công, giúp nhân loại thoát khỏi bóng tối. Nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy. Ông chỉ là người cải tiến bóng đèn để nó có thể sáng lâu hơn, tin cậy hơn và dễ sản xuất hàng loạt nhằm thu lại lợi nhuận. Vậy ai là người phát minh đầu tiên? Năm 1802, nhà khoa học người Anh Humphry Davy có thể coi là khởi đầu cho phát minh về đèn sợi đốt. Ông đã cho một dòng điện chạy qua sợi platin rất mạnh. Sợi platin này trở nên rất nóng và sáng. Tuy nhiên, sợi platin tạo ánh sáng yếu và không sử dụng được lâu. Thí nghiệm này tạo cảm hứng cho nhiều nhà phát minh tiếp tục phát triển ý tưởng, trong đó có Thomas Edison là người thành công nhất.